Xin chào các bạn đến với kênh Đức Nhân TV. Hôm nay Nhân TV sẽ ra vườn vừa phun bưởi và để vừa chia sẻ cho các bạn một số câu hỏi vừa rồi các bạn đặt hỏi mình là nguyên nhân tại sao mà phun rồi các thứ mà bưởi vẫn rụng. Thì Đức Nhân TV cũng đã có rất nhiều video và đã có rất nhiều lần nói rồi, nhưng mà nay cũng nói lại một lần nữa cho các bạn nắm được là nguyên nhân rụng bưởi thì nó rất nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là các bạn bón phân mà không cân đối, nó có thể dư đạm được hạn là sẽ rất dễ bị rụng quả và rụng cả lộc lon khi mà đang bắt đầu chăm sóc. Thì như cây bưởi của nhà mình ấy, thì là cây bưởi già, các bạn biết đấy, thì nhưng mà cái lượng hàm lượng đầu năm trong năm cũ thì mình hay bón kali cho ngọt bưởi, cho nên năm mới mình bón lượng hàm lượng đạm để đẩy lộc ra. Thứ hai nữa là nó sẽ cân bằng lên thì không vấn đề gì cả. Nhưng nếu như các bạn mà cây bưởi mà các bạn là tơ hoặc cái bưởi khỏe mà các bạn bón nhiều đạm hoặc tưới cá đưa cá nhiều mà lúc có quả đang đậu quả thì nó sẽ hay đẩy quả, đấy là nguyên nhân sẽ mất cân bằng rụng quả. Đấy là cái mà nguyên nhân thứ nhất mà chúng ta nắm được. Nguyên nhân thứ hai là bị sốc nhiệt, do thời tiết nắng quá các bạn cũng bị rụng. Rồi là đôi khi các bạn đêm lạnh mà ngày nắng nó cũng rụng, và độ ẩm quá cao. Ví dụ như hôm nay là trời hơi có một chút độ ẩm cao và có nồm ẩm thì chúng ta cảm giác không có mưa nhưng mà độ ẩm nó toàn tầm 99-100%. Mà cây bưởi nó chỉ thích hợp với cái độ ẩm là từ 60-70% thôi. Thì cho nên là nó sẽ ổn định hơn. Còn nếu mà chúng ta mà độ ẩm cao quá thì trong hơi ẩm, trong không khí ẩm thì cái cuống ấy tầng rời nó cũng sẽ rất bở và rất là dễ tách rụng. Đấy là cái nguyên nhân mà chúng ta đã thấy, ít nhất là cũng được có mấy nguyên nhân là chúng ta bị rụng quả rồi. Đôi khi chúng ta tưới sốc nước là do là đang khô chúng ta tưới, hoặc đang đất đang khô mà chúng ta gặp mưa rào nó cũng sốc. Rồi là hai nữa là cây gọi là đẩy sinh lý. Một cây bưởi mà nó cảm giác là nó bản thân nó mà không nuôi đủ từng ý quả là nó tự cắt. Nó cắt quả vì nó biết là cây nó yếu hoặc sức khỏe của nó là nó không để được quả nhiều thì nó sẽ tự cắt. Đây là gọi là rụng sinh lý. Còn thứ hai nữa là dinh dưỡng chúng ta không cân bằng, cân đối nó sẽ rụng. Vì lúc khi có quả thì mình chia sẻ các bạn, bắt đầu lúc đậu quả này mình cũng đều chia sẻ các bạn là vừa cho ăn trực tiếp và cho ăn gián tiếp, rất nhiều cái video mình đã chia sẻ các bạn ấy. Ăn trực tiếp là mình cho bón trên lá, bởi vì là bón trên lá thì là cây nó đang yếu sau một năm chờ quả, mình đã nói rồi, nó hay bị yếu cây thì mình hay phun trên lá cung cấp. Lúc này là quan trọng nhất là các cái vi lượng, bởi vì là ở dưới chúng ta đã bón được đa lượng rồi, đạm mân kali rồi, còn trên thì chúng ta cung cấp chủ yếu là trung vi lượng. Cây nó cần rất nhiều chất như đa lượng là đạm mân kali, nhưng trong đấy nó cần các cái trung lượng là canxi, silic, niu huỳnh, magie. Đấy, còn như chúng ta vi lượng chúng ta có đồng, bo, kẽm, sắt. Chúng ta nếu chúng ta thiếu chất thì cây nó sẽ tự thải quả. Và lúc khi có quả này chúng ta thiếu bo nó cũng rất hay bị rụng, và canxi nữa. Cho nên là trong cái quá trình mà lúc khi đậu quả này, Đức Nhân TV hay tăng cường phun nhiều bo và canxi, bởi vì canxi không thể mang chỗ thừa sang chỗ thiếu được. Cho nên chúng ta phải cho ăn trực tiếp, chúng ta phải phun trực tiếp lên lá và phun vào hoa luôn hoặc quả luôn. Còn phun vào giai đoạn nào cho nó thích hợp thì các bạn phải nhớ là phun vào buổi sáng sớm hoặc thời tiết mát như này này, hoặc buổi chiều mát thì nó sẽ hấp thụ được nhiều hơn. Bởi vì tại sao? Bởi vì như hôm nắng hoặc nó chưa nắng thì các cái lá cây nó đóng khí khổng lại thì chúng ta không thể hấp thụ tốt và thức ăn không hấp thụ tốt qua lá được, mà phải chờ như hôm mát như này hoặc là buổi chiều mát, chúng ta phun buổi sáng sớm buổi chiều mát thì cây sẽ hấp thụ thức ăn tốt hơn. Hai nữa là phương pháp của mình cứ phun trên thì tưới ở dưới, nếu đất ẩm thì thôi, còn nếu mà không ẩm thì ta phun sáng thì chiều ta phải tưới qua để cho nó hút được, khi lá cây nó mở cái khổng nó sẽ hút được dinh dưỡng đất rất nhiều để cung cấp cho cây đủ chất mà nó đỡ bị thải quả. Thế cho nên quá trình lúc ra hoa đậu quả này để chúng ta để ý là cái bài của mình ấy, là thường thường nó lúc ra trước khi ra hoa mà nứt mắt là tập trung nâng một lượng đạm cao để cho nó đẩy lộc và đẩy hoa ra. Nhưng khi có lộc mà cây mà khỏe quá thì các bạn có thể bón cho mình một chút lượng kali nhỏ để cho nó già nhanh. Còn ngoài ra chúng ta khi mà chúng ta đã đậu quả rồi thì chúng ta phải thường bón đủ 3 cân con cân đối. Ví dụ là 16-16 hoặc là 15-15-15 chẳng hạn, để cho nó cân đối. Và đặc biệt các bạn lưu ý cho mình là cái bón phân các NPK chẳng hạn thì các bạn chọn có cùng màu thì nó sẽ tan đều. Đấy, còn các bạn có thể chọn nhiều màu đấy, có thể là các cái viên tan sớm, viên tan muộn do kali và đạm có thể tan lệch khác nhau thì nó lại sẽ mất cân đối. Cho nên mình hãy chọn cùng màu, cùng viên chẳng hạn thì nó sẽ tan đều, thì nó sẽ cân bằng được đạm lẫn kali cho cây nó không bị dư thừa. Cây thừa đạm nó cũng rụng quả. Cho nên các bạn để ý là nếu mà bị rụng quả do đạm thì các bạn có thể là các bạn dùng kali để hãm quả, hãm đạm cũng được. Thì chúng ta bón một lượng kali cho nó hạn chế lên đạm thì cây nó cũng hạn chế rụng.
Đấy, còn nếu mà cây mà yếu hoặc cây mà già cỗi mà chúng ta mà rụng là do có thể là nếu không bón đạm nhiều mà vẫn rụng, đó là do thiếu chất carbo kẽm, chúng ta bổ sung bo và canxi chẳng hạn, thì chúng ta tăng cường, hoặc sắt chẳng hạn, chúng ta cũng tăng cường các cái gói vi lượng vào. Để chúng ta để ý các gói vi lượng thì nó chống rụng quả, thì nó có NaA là cái chất chống rụng quả, và bo và canxi là hai ba cái chất đấy là nó hầu như là hạn chế rụng quả, nó là trong các cái vi lượng. Thế còn trong cái đạm nhiều quả nó cũng rụng. Còn nếu như cây mà các bạn mà nó không lớn quả mà các bạn thấy quả nó cứ bón vào rồi mà nó cứ xỉn, nó cứ chắc quả, đó là các bạn đang bị dư thừa kali, thì chúng ta phải đã tăng cường một hàm lượng đạm nhất định để cho nó mới mỡ quả được. Đấy, cho nên các bạn ý vào. Còn nếu trường hợp mà quả mà nó rụng, lộc nó cũng rụng non, lộc non nó rụng, đó là các bạn bón có thể tưới nhiều đạm cá hoặc là các một số phân bón nó giàu đạm quá, thì các bạn có thể dùng kali để khống chế đạm. Thì khi có kali thì nó sẽ không chế nên đạm, thì quả bưởi nó đỡ rụng, nhưng chúng ta phải dùng một cái lượng hợp lý. Còn nếu chúng ta dùng nhiều quá thì cái quả bưởi nó lại sẽ không lớn được. Đó, cho nên mình chia sẻ các bạn là rụng rất nhiều nguyên nhân. Khi hai nữa là các bạn biết ngày mai cho thời tiết chẳng hạn, nếu ngày mai các bạn mà biết là sắp mưa lớn thì các bạn có thể tưới ẩm đều để cho nó không bị sốc nước, đấy là một cái nó không bị áp lực áp suất, nó nên đột ngột thì nó làm cho cắt quả, tầng dưới nó kém. Cho nên các bạn để ý lưu cho mình. Còn ngoài ra nó còn sâu bệnh. Sâu bệnh nó chích hút như nhện, nó làm cho chích hút, cho nên khi quả nó đậu bằng đầu ngón tay rồi thì thường thường các bạn phải đánh được nhện cho mình để cho nó cũng hạn chế chích hút, để nó đỡ bị rụng quả. Các bạn để ý là rụng quả nó rất nhiều nguyên nhân. Còn nguyên nhân nữa là một số phương pháp để xử lý là bị mưa chẳng hạn, mà để hạn chế nước lên thì làm thế nào thì mình cũng chia sẻ các bạn, là chả có ai mà mới khi mang được áo mưa ra để che cho gốc cây cả. Còn đất của nhà mình thì mình hay làm là có hệ thống rãnh nước thì nó thoát nước sâu nhanh. Cái thứ hai nữa là đầy thì mình có máy bơm, vì nhà mình đã dụng chúng mình chủ đi. Hai là cái luống nó hơi khum khum thì nước nó sẽ không đọng trên mặt nước, thì cái độ nước nó sẽ nằm trong mặt đất, nó ít mà nó sẽ xuống rãnh và xuống ao rồi chảy đi này. Còn hai nữa là làm như thế nó có cái bất lợi gì không? Khi mà làm luống khum thì chúng ta bón thì chúng ta cũng phải chọn những cái viên các cùng nguồn màu chẳng hạn, hoặc là tan nhanh thì nó sẽ không bị bay hơi. Còn nếu mà chúng ta khi sau sới vườn mà cuối năm thu hoạch và chúng ta ném thì các cái viên NPK đấy hoặc phân bón nó xuống các khe của đất rồi thì cũng không vấn đề gì. Còn chúng ta khi mà chúng ta tưới mặt đất nó đã gần như phẳng rồi thì chúng ta chọn những cái viên dễ tan, loại phân dễ tan để chúng ta bón phục hồi cho lúc mà chống rụng sinh lý, mà lúc bắt đầu khi tắt cánh hoa cũng như mà quả mà các đợt 2, đợt 3 chẳng hạn thì chúng ta bón, thì chúng ta khi độ ẩm chúng ta ném ra nó hút ẩm xong thì hôm sau hoặc là buổi chiều ta bơm nước nhẹ để cho nó thả tan nhanh. Chứ còn các cái viên mà chậm tan ấy, mà các bạn ném trên mặt đất nó sẽ bị hao hụt rất nhiều, khi mà mình bón NPK nó sẽ bị thất thác rất nhiều, nó bay hơi. Nên các bạn lưu ý cho mình. Cho nên rụng quả thì mình đã chia sẻ các bạn là có rất nhiều nguyên nhân, có thể dư đạm cũng rụng quả, thiếu chất nó cũng rụng quả, nó thải nó không đủ và cây nó thấy yếu, cây bưởi nó cảm thấy nó không mang được từng cái quả, nó tự cắt tự nhiên của nó vậy, các dụng sinh lý. Thế cho nên các bạn để ý cho mình là phải bổ sức khỏe cho cây tốt là bằng cách là chúng ta cho ăn trực tiếp và cho ăn gián tiếp. Đấy, ăn trực tiếp là chúng ta giai đoạn mà lúc ra hoa đậu quả chúng ta phải ít nhất phải phun được trước lúc khi hoa nở, tức là ra có lụ và có hoa thì ta ít nhất phải phun được 2 lần canxi bo chẳng hạn. Sau đấy là chúng ta đậu quả rồi chúng ta phải phun được 2 đến 3 lần nữa, tức là từ 4 đến 5 lần tất cả canxi bo thì chắc chắn là tỷ lệ đậu quả rất cao. Vì lúc khi đậu quả này mình chắc các bạn là nó phải đủ dinh dưỡng và cân đối dinh dưỡng, đạm nâng kali phải đầy đủ, không được dư quá đạm. Đấy, dư nâng thì không dụng quả, mình chia sẻ với bạn dư nâng không dụng quả, nó sẽ tích lũy trong cây, nhưng dư đạm nó sẽ đẩy lộc đẩy quả. Còn dư kali thì nó lại quả chậm lớn thôi, cho nên các bạn để ý cho mình là như vậy. Còn thiếu bo và thiếu canxi là quả rất dễ hay bị rụng, cho nên là mình hay phun trong các cái như cái dòng Flo95 thì có nó có cái chất NaA đấy, thì cái đấy là cái để cũng chống rụng và cái bo canxi các bạn nhé, để mình cũng dùng nó nhiều. Thì hôm nay mình cũng lấy về một cái thuốc nữa là canxi nó cũng cao và mình bổ sung vào, thế này mình cũng sẽ phun này cùng cho đợt này để chống sinh lý. Còn cứ một tuần là mình đánh một lần, thời tiết thì nó hơi ẩm. Đấy, hơi ẩm các bạn này thì nó cũng bị có một chút mưa nhỏ, gọi là độ ẩm rất cao, gọi là bị nồm ẩm. Đấy, nhất nhà các bạn nào nhà hướng đông nam ấy, gió biển nó đưa vào, hơi biển đưa vào thì ướt liền. Cho nên là các bạn thấy thời tiết không mưa nhưng mà độ ẩm cao, độ ẩm mà trên 80% là trở lên là 90%, cho nên là cái bưởi nó rất rụng quả rồi. Cho nên là cái thời tiết nó cũng rất quan trọng. Cho nên là chúng ta cần phải phun được Zizomin chẳng hạn. Thì nó sẽ làm cho các cánh hoa đấy nó sẽ hạn chế bị bết, nó không bị thối, nó không bị nấm bệnh, để chống rụng quả. Cho nên là khi chúng rụng quả chúng ta phải để ý một số cái nguyên nhân là chúng ta phải phun định kỳ được. Đấy, cung cấp dinh dưỡng cho nó cả trung lượng, vi lượng và đa lượng.
Đấy, đa lượng thì phải cân đối, chứ các bạn bón lúc mà có quả to là các bạn bón cho mình cứ 3 con cân đối là tốt nhất. Là đạm dân cani cứ đều nhau, như 3 con 16 hoặc 3 con 15 chẳng hạn thì nó sẽ đều. Đấy, còn nếu các bạn mà dư đạm thì các bạn mà thấy đạm mà cây bạn mà vẫn bón phun cho nó, các bạn mà làm theo mình rồi mà vẫn bị rụng quả là phun phun đủ dinh dưỡng, nhưng các bạn kiểm soát lại cho mình là xem là có phải do thời tiết nó độ ẩm quá cao không, do mưa hay là do nồm không. Đấy là nguyên nhân cũng rụng. Hai nữa là các bạn có thể bón dư đạm hay không, dư đạm quá là nó rụng thì các bạn có thể dùng một lượng kali nhỏ, các bạn bón vào gốc để cho nó tưới vào gốc để cho nó hãm độ đạm lên thì nó sẽ cũng hạn chế rụng quả. Đấy là một cái mà mình cách xử lý của mình từ lâu năm nay. Còn nếu trường hợp mà các bạn mà quả mà không lớn được, nó cứ xỉn, đó là các bạn đang dư kali cao từ trong năm mà các bạn bón để làm ngọt bưởi, thì các bạn thấy quý đại chúng ta lại tăng cường một lượng đạm hợp lý thôi, đừng nhiều quá thì nó sẽ lại dễ bị lên nọc và nó cắt quả. Cho nên các bạn chọn lúc mà sau cái độ quả này các bạn nên chọn 3 con cân đối, mình hay làm như thế. Nên năm nay video mình ra vườn mình chia sẻ thì mình cũng lấy một số cái phân bón trước mình đã lấy, nay mình bổ sung thêm cái dòng để mình chơi cho các bạn xem này. Hôm nay thì ra vườn thì mình chuẩn bị thì vẫn phun thằng Jizumin 68 các bạn ơi, vẫn dòng Jizumin 68 loại này này. Thì cái một số cái an toàn thì là họ cái ký hiệu cái VKG này, như hôm trước mình nói đấy, hoặc SC này thì là nó cái là cái sẽ an toàn. Thứ hai nữa là mình vẫn dùng cái combi của nó, trong này nó có đồng là 15.000, bo là 5.000, rất cao nhé, có lưu huỳnh nhé, và có maze thì mình hôm trước mình có nói cho bạn đấy, có maze thì nó sẽ quang hợp hơn. Thí dụ như hôm thời tiết nó ẩm mà không có ánh nắng mặt trời này thì mình dùng các cái gói mà nó có ký hiệu maze thì các bạn sẽ bón cho nó, sẽ phun nó trực tiếp thì nó sẽ xanh lá nhanh vì nó quang được hợp và nó sẽ hút được dinh dưỡng. Thế còn các bạn bón ở gốc thì có thể các bạn chọn có maze chẳng hạn. Cho nên còn một số cái nữa thì là mình hôm nay mình chọn thêm cái thằng BM này, cũng của thằng của Đức các bạn nhé. Mình phun chống rụng trái và thối trái. Đấy, mình lấy của cho anh Thái ở Bạch Thường Mẫu. Thì cái này nó có hàm lượng canxi rất cao. Mình đi mua canxi riêng thì không thấy có, canxi bo thì không thấy có, cho nên mình dùng cái này mình sẽ phun vào cùng với các cái dinh dưỡng kia. Mình phun với Flo 95 thì mình ngay vẫn mang ra, mình kết hợp. Thường thường các bạn mà không có thì một trong những thứ đấy cũng tốt rồi, nhưng mà cây bưởi mình già yếu mình phải kết hợp 2-3 thứ. Còn lưu ý một chút là khi các bạn phun với canxi thì nó rất hay kết tủa, thì các bạn phải pha các cái thuốc khác. Sau đấy chúng ta sẽ pha canxi riêng đổ vào, hoặc là chúng ta đổ canxi sau cũng được. Thì các cái quán nào nó có canxi cao thì các bạn phun sau, vì một số thuốc nó gặp canxi nào sẽ hay bị kết tủa, nó hay đáy đóng ở đáy bình ấy. Cho nên các bạn dù có máy sục cho nữa thì các bạn vẫn phải khuấy đều, đặc biệt là pha tan những các cái thuốc như chúng ta pha trước chẳng hạn, chúng ta pha dinh dưỡng sau đổ vào để cho nó sẽ hạn chế kết tủa. Đấy là mình chia sẻ các bạn như thế. Các cái thuốc mà nó dễ kết tủa chẳng hạn thì chúng ta tránh. Đấy, còn một số mà nó có gốc đồng hạn hoặc nó sẽ ảnh hưởng thì chúng ta tránh. Thế còn cái làm mà không gốc đồng thì yên tâm hơn. Còn nhá. Còn mình thường thường cứ phu pha các thuốc bệnh trước, xong dinh dưỡng ta pha ta đổ vào sau. Đấy, pha cuối đều cho các cái tan đã, xong rồi ta đổ vào thì an toàn nhất. Thế còn cái nếu mà thời tiết mà cứ ẩm các bạn nhé, và chúng ta không phun được là cánh hoa nó sẽ bị nấm bệnh. Cho nên là thường thường có thể là 2 tuần chúng ta phun một lần. Nhưng mà do thời tiết vừa rồi nó cũng mưa hoặc là lồm ẩm này, là thời tiết nó xấu chứ không phải để đạp, các bạn thấy nó mát này, nhưng mà các bạn vào trong nhà rất ướt, và trong nền nhà tắm ấy, nó dính ướt rất bẩn, mà lá các bạn sơ vào nó vẫn có cái hơi nước nữa đây này. Đấy, cho nên là độ ẩm nó cao, bạn nên đang ẩm cao, không thấy mưa nhưng độ ẩm rất cao, thì như thế là cây nó cũng không phải là tốt đâu, nó sẽ rụng quả. Cho nên là tại sao các bạn phun rồi vẫn rụng đấy, cho nên là cây nó yếu, cây mẹ nó tự tả thải. Mình nói là nó biết là nó chỉ chứa được 70 quả, nó sẽ giữ được 70 quả thôi, chứ nó không thể chứa được 80 quả. Cho nên là các bạn phải có sức khỏe tốt cho nó, là các bạn phải bón cho nó, phun cho nó để nó có sức khỏe tốt thì nó mới báo ta sẽ bón, ta sẽ được 80 quả. Chứ còn nếu cây yếu không bao giờ nó để được, tự mẹ nó thải quả, tự nó thải, chứ không phải là do thời tiết hay do gì cả, mà cái sức khỏe của nó biết được. Đấy nó gọi là dụng sinh lý. Thế các bạn để ý cho mình này, ta đã quan tâm được cái gì thì quan tâm, ví dụ chúng ta làm nuống đất này, có thể nó hơi khum chẳng hạn này, thì nó sẽ khi mưa rào nó sẽ không đọng nước, nhưng mà như thế là khi mình bón phân ấy thì nó hay bị trôi, thì các bạn phải tưới nhỏ, hoặc là các bạn có thể làm tưới xốp mặt đất chẳng hạn. Thì bão nó đầu năm chúng ta khi xới đất chúng ta ném thì phân nó thấm xuống, nó ngấm xuống khe luôn, cho cái tưới là nó không bị bay hơi. Hai nữa là khi mà chúng ta bón bổ sung, ta chọn những cái loại mà có viên một màu, nó tan đều hoặc là tan nhanh thì nó sẽ không đọng trên luống mặt, thì nó sẽ đỡ bị bay hơi, đỡ tốn tiền, đỡ mà thất thác phân bón. Cho nên mình chia sẻ các bạn một cái video hôm nay là chúng ta cách xử lý là như vậy. Chúng ta để chống rụng quả thì nó phụ thuộc rất nhiều nguyên nhân, dinh dưỡng, sinh lý, mà sâu bệnh,
thời tiết đấy, rồi là bị sốc nhiệt hoặc độ ẩm thì chúng ta phải để ý cho mình là chúng ta hạn chế được cái gì tối đa. Thì thí dụ nhà mình hay làm ngúng khum, khi gặp mà mưa kéo dài thì nó không đọng nước trên mặt ruộng, đó là một phương pháp là độ ẩm nó cũng sẽ đỡ hơn đấy. Còn chúng ta xuống nước thì rãnh người ta sẽ máy bơm đi. Thế còn cái phun phòng được thì nó đỡ hạn chế nấm và cung cấp đủ dinh dưỡng. Thì đáng ra nó dụng 3 quả mà mình đủ dinh dưỡng thì nó chỉ dụng một quả hoặc 2 quả thôi. Chứ còn nếu mà mình thiếu dinh dưỡng nữa nó dụng mốt, thời tiết nó dụng một quả. Ví dụ bây giờ bạn có 10 quả, thời tiết xấu nó dụng mất một quả, thiếu dinh dưỡng nó dụng mất một quả, cây nó yếu quá dụng mất một quả, thì các bạn ăn dụng mất 3 quả chỉ còn 7 quả thôi. Đấy, còn nếu sâu bệnh mà dụng một quả nữa là còn bộ có 6 quả thôi. Cho nên chúng ta khắc chế được cái gì, chúng ta chống được cái gì thì nó hạn chế dụng thôi, chứ còn không thể tránh được dụng. Mình nói các bạn là không tránh dụng, các bạn không phun nó còn dụng nữa. Còn một số bạn bảo bưởi diễn nó đậu dễ, chả mình chả các bạn chả phun nó vẫn đậu, đây là cây của bạn nó khỏe, hoặc các bạn là gặp thời tiết nó thuận lợi, nó ra hoa đúng giai đoạn nó thời tiết nó thuận lợi thì nó ok. Chứ còn khẳng định nếu mà không chăm phát thì không bao giờ đậu được. Có khi đậu quả đấy nhưng mà sau này cắt quả nó không còn được, cho nên các bạn phải lưu ý cho mình. Mình đã chia sẻ cái video để trả lời các bạn, một số các bạn hỏi mình là nguyên nhân dụng quả và làm nào thì vẫn phải là phun và cung cấp đủ dinh dưỡng. Đấy, phun nấm, phun dinh dưỡng cho nó và bón đủ cân đối, không thừa. Đấy, vì cây bưởi lúc này nó cũng chưa cần nhiều dinh dưỡng nhưng thiếu nó có thể cắt quả. Trong lúc mà từ 2 đến 6 tuần là trong quá trình hình hành tế bào, nó rất cần nhiều dinh dưỡng để nó cần đủ dinh dưỡng các loại, đồng, kẽm, ma, dê, rồi là chinic, niu huỳnh, rồi là đạm, đơn, cani, đấy, bo, canxi để cho nó để hình thành đủ tế bào để nó tạo múi cho nó không vẹo và nó không bị lệch tâm, rồi nó phát triển toàn diện cho nó trong này. Cho nên các bạn hiểu cho mình là phải cung cấp đủ, không thừa cũng phải đủ, không được thiếu. Còn dụng thì mình nói nãy là nó dụng rất nhiều nguyên nhân. Ví dụ đêm lạnh quá, ngày nó nắng nó cũng sốc, nó cũng dụng. Nắng quá nó cũng dụng, mưa nhiều quá nó cũng dụng. Sâu bệnh nó cũng dụng, cây yếu nó tự thải sinh lý cũng dụng. Thiếu bo, thiếu canxi nó cũng dụng. Cho nên là các bạn để cho nó hạn chế thì các bạn có thể tăng canxi, bổ sung phun này, bo canxi này, rồi bón đủ dinh dưỡng ba con cân đối cho mình này là tốt nhất. Còn nếu cây các bạn nó khỏe quá là do dụng thừa đạm thì các bạn bổ sung kali để hạn chế đạm lên cây thì nó cũng hạn chế dụng quả, đó là mình chia sẻ các bạn. Còn thời tiết nó nắng quá thì chúng ta phải tưới, nhưng mà nếu mà thời tiết mưa quá thì chúng ta chỉ có làm đúng khum để nó dốc nước nhanh thôi, chứ sau mưa là phải tạnh đánh thuốc lấm thôi, chứ còn chả có phương pháp nào cả. Còn hai nữa, các bạn có thể căng được bạt dài nốn thì làm sao mà căng được hết được, tránh làm sao được, không để được đủ tiền, không để làm được điều đấy, hoặc là có làm thì rất vất vả. Cho nên mình cách mình phương pháp chia sẻ các bạn là chúng ta hạn chế thôi, chứ còn không thể tránh được là giúp cả, phải giúp. Cây nó yếu quá nó, mình nói nãy là nó tự thấy nó là nuôi được có 5 quả nó phải để 5 quả thôi, hoặc nuôi cây này nó 50 quả nó để 50 quả, còn nó phải cắt bỏ. Đây là dụng sinh lý, là nó biết là cây nó không có sức khỏe để nó thì có để đủ sinh tồn để nuôi, để cái duy trì cái loài giống của nó thôi, thì là nó sẽ vẫn giữ ra quả. Đấy, còn nếu chúng ta mà làm tốt được, cây nó khỏe, hồi phục cây tốt nhanh, sâu bệnh hạn chế, đấy, rồi là đủ chất dinh dưỡng cho nó, mà gặp thời tiết thuận lợi thì nó sẽ đậu sai hơn. Còn nếu thời tiết xấu nó cũng dụng mất một. Thí dụ các bạn mình nói nãy đấy, nếu cho 10 quả trên cây mà các bạn mà thời tiết xấu nó dụng mất một quả, sâu bệnh nó dụng mất một quả nữa, 2 quả, thiếu chất canxi bo nó dụng mất quả thứ ba nữa, 3 quả. Thời tiết nó thời tiết xấu mình nói rồi, là mỗi một cái thứ là thiếu đa lượng chẳng hạn, hay cây lấy khác thì nó lại bị dụng, thì là cái lượng quả trên cây nó cứ bị hao dần. Cho nên chúng ta phải cung cấp thấy nhiều nguyên nhân, chúng ta phải xét xem cái nguyên nhân vườn bưởi mình nó nguyên nhân gì. Ví dụ mình cũng phun mà hàng xóm cũng phun, mà hàng xóm cũng phun thuốc đấy, mà hàng xóm đậu mà nhà mình không đậu, mình kiểm tra xem cái lượng bón của mình nó đã hợp lý chưa. Nếu các bạn tăng đạm, nhiều người bây giờ mà nó ra hoa đậu quả các bạn toàn dùng hàm lượng đạm 30 nân 10 kali 10 thì dụng là cái chắc rồi đấy. Các bạn phải nhớ là không được tăng đạm lúc này. Mề cả các bạn mà cây yếu quá các bạn pha tưới ok, nhưng mà pha các độ cáng ngâm các bạn tự pha loãng thôi, nó ăn đủ thôi. Còn nếu mà các bạn thấy nó cây yếu mà các bạn không tưới nó không dụng, nhưng nếu cây khỏe thì các bạn không cần phải tưới nhiều, hoặc giãn ra cái đạm cá chẳng hạn, hoặc là đạm nân cani thì các bạn cứ chọn 3 con cân đối cho mình. Nếu mà cây nó quá khỏe, nó bật nộc hoặc là nó mỡ màng quá, lá nó bằn bạt, nói quả nó vứt dụng thì nó là thừa đạm. Nếu có máy bắt các bác đo thì càng tốt, mà không có các bạn nhìn lá các bạn biết, thì các bạn phải tăng cani một chút để các bạn bón cani rời để cho nó hãm đạm lên cây thì nó cũng đỡ dụng quả. Đó là mình chia sẻ một số phương pháp là cách khắc phục tối đa nhất đấy. Cách phục tối đa nhất để cho dỡ dụng quả thôi. Và mình cứ thường hệ đầu năm thì lúc ra hoa quả thì mình cứ phun được trước ra lúc nở hoa là phun được 2-3 lần. Hôm nay là mình phun lần thứ 5. Đấy, còn nhiều bác thì đã phun thần thứ 5 lâu rồi, trong xã mình đã phun 5. Mình hỏi các bác đã phun cách đây nửa tuần, 1-2 tuần là bác đã phun được 5 lần rồi. Mà mình nghĩ mình mới phun được có 3 lần, 4 lần. Hôm nay mình phun là được lần thứ 5. Đấy, các bạn nhé.
là thứ năm. Và còn phun nữa cho lúc khi bắt đầu nó quả nó ổn định rồi thì mình mới hạn chế phun, bắt đầu tập trung bón thôi. Vì quả nó còn nhạy cảm, nó còn rụng sinh lý 2-3 lần nữa cơ. Cho nên là chúng ta phải bổ sung dinh dưỡng kịp thời cho nó. Còn các bạn không phải cứ phun tất cả các thứ cho dinh dưỡng như mình đầy đủ các thứ đấy. Các bạn có thể vùng miền các bạn có cái dinh dưỡng thì bạn cứ để ý trong cái đấy nó có canxi mà bo các bạn bổ sung cho mình. Đấy, và thêm nếu là thời tiết nó ẩm sấp thì các bạn có thể thấy có magie chẳng hạn, nó cũng làm cho quang hợp tốt hơn. Còn đồng thì các bạn trong cái nó đồng thì phun trước khi có hoa thì nó tạo phấn tốt, thì trước khi hoa lở thì phun, còn giờ đậu quả rồi thì người ta có thể hạn chế được. Mình chia sẻ các bạn là video khoảng cả 20 phút rồi. Các bạn thì thấy các chị đóng góp ủng hộ kênh mình cho kênh phát triển. Số điện thoại của mình là 0973380095. Các bạn có gì gọi của mình bất kể lúc nào. Mình mà không nghe thì có thể gọi lại vì mình có nhiều việc. Một nữa cảm ơn các bạn. Xin chào. Hẹn gặp lại video sau. Xin chào.